Ôi, tụi này cục mặt đang còn nhỏ quá. Ủa nên làm mật nơi nơi đá luôn anh Sơn. Đây là cục mật nha bà con nha. Ông bảy mù trời. Hả? Ơi. Tao giờ ăn cắm mấy. Anh nhá. Anh ngồi đấy đang còn nguy hiểm hơn chú chứ.
Vâng, và cục mật đầu tiên đã được ơi 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 cũng cắm ăn cắn thôi. Cái này là rôi lời hái báo ấy. Đây nắm ơi. Vâng, và anh quay phim đã bị một phát.